Mến chào quý anh chị em đã quay lại kênh Cá Bảy Màu của mình nha. Mình là Thắng Lê Guppy Farm. Thì ngày hôm nay em đóng cá gửi những anh khách hàng bên em ha. Đó, anh em xem cá này nha. Đây là câu kiếm nè anh em. Câu kiếm thì em đóng hai lớp bọc luôn á nha. Đó, còn đây là thức ăn mà khi anh em nào mua cá bên em á thì em sẽ tặng thêm nha. Anh em nhớ like và đăng ký kênh YouTube của em nha. Em sẽ tặng thêm cá nha. Còn bên đây là gồng đỏ luôn nè, anh em xem rất là đẹp luôn nha. Đó, em đóng một con một bọc, anh em thấy không, cá rất là đã luôn, gồng đỏ nó rất là đẹp nè, hàng là hàng tỷ không á anh em ơi, mà giá cực kỳ mềm luôn. Anh em nhớ đón xem hết clip nha, anh em xem cá này ha. Đó, em đóng hàng anh em thấy không, này thì em đóng gửi sát bên nè. Bên đây là Dumbo anh em, Dumbo này thì em xem kỹ hơn nha. Bên đây là Ivory đâu nè anh em ơi. Đó, màu sắc rất là đẹp nha. Thì anh em nào có mua cá bên em thì anh em hãy đóng hàng không. Đó, rồi đây thức ăn em tặng thêm nha. Em đóng một thùng xốp như thế này nha anh em. Nó quấn băng keo rất là ok cho anh chị em luôn. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu dòng cá đầu tiên muốn gửi đến anh chị em á, là dòng gồng đỏ BDS Hatmon. Có một số con đuôi rất là đẹp luôn ha, đuôi tia rồi anh em thấy không. Hàng này em bán anh chị em á là chỉ có 50.000 một cặp mà, giá cực kỳ mềm luôn anh em ơi. Bán anh em 5 cặp á là 200k ha. Thì anh em nào có chơi cái hàng này thì nhắn cho em, giá là siêu mềm và giá cá cực kỳ đẹp ha. Tại vì cái bộ gồng này bên em á thì nó lên tỷ lệ lên đều quá anh em, nó quá là đều luôn ha. Nó không phải là bộ cá quá là vip ha. Hàng này anh em chơi trải nghiệm nè, tập chơi tầm trung khá là đẹp nha. Size cá là size zin nha anh em, size 2 tháng mấy cho đến 3 tháng đổ lại ha, không có cao đâu. Cá là đà cá chỉ mới là nhú anh thôi. Đó, thì gồng đỏ này anh em nuôi càng lâu thì nó càng đẹp nha. Đây vậy vây đuôi nè, vây lưng nó càng bung dữ nha anh em. Thì gồng này là gồng của Thái nha, trên thân có một lớp latium, vây đuôi vây lưng nhìn nó bung dựng đẹp ghê anh em ơi. Chơi hồ kính hay chơi top view đều được hết trơn nha, rất là đẹp luôn, màu sắc rất là tươi. À, anh em thấy không, con này con thấy anh em thấy nó đều như nhau ha. Thì anh em nào muốn chơi dòng này hú cho em. À, dòng này á tính trạng rất là khỏe mạnh luôn, nuôi ngoài trời khá là ok nha, nói cho anh em nào muốn nuôi ngoài trời đó. Còn đây là khi anh em bắt máy gồng đỏ nha, đây là máy gồng đỏ đó anh em thấy không. Đó, con nào con nấy ú nu hả anh em, ú đèn đã lắm ha, vây lưng vây đuôi khá là đẹp nha. Đó, một cặp á là bao gồm một trống một mái nha anh em bán theo cặp không à. Đó, rồi về anh em ghép cho sinh sản rất là ok luôn ha. Còn nó đang ăn atomy kìa anh em thấy không, con nào con nấy nó ăn nhìn rất là lanh lợi luôn ha. Cá thì em gửi cho anh chị em là em lựa những con cá mà khỏe mạnh đẹp ok nhất gửi đến anh chị em ha, chứ không gửi những con cá bị tặc lỗi gì hết trơn nha anh em. Cho nên anh chị em mua cá bên em thì yên tâm ha, 5 cặp với 200k thôi. Thì anh em nào có đặt cá thì liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo, em để góc phải màn hình đó nha. Anh em nhắn tin qua Zalo giúp em. Muốn đặt dòng cá nào cứ chụp màn hình qua. Thì đợt này em lên một số dòng cá, đa phần là một số dòng cá đẹp và tiễn bên em thôi. Rồi tiếp theo là em lên dòng gồng xanh và latium bộ BDS Hatmon nha. Hàng này bán cho em với 60.000 một cặp thôi. Anh em nào bắt 5 cặp là để anh em 250 luôn nha. Cá rất đẹp luôn nè, vây đuôi vây lưng bung khá là ok ha. Có một số con này bung khá là bự luôn nè. Thì anh em cứ nuôi đi, về từ khoảng tầm 3 tháng đến 4 tháng 5 tháng gì đó thì cái đuôi nó càng bự dữ đó nha anh em. Cái đuôi này mới vú thôi chưa bự đâu. Tại vì mấy dòng cá mà quay đuôi á như dòng gồng rồi ha thì anh em nuôi càng lâu thì nó càng đẹp. Bộ này rất là đẹp luôn. Tia anh em thấy tia khá là đều ha. Đó là 60.000 một cặp. Anh em bắt 5 cặp là để 200 nha. Rồi, có yêu thích dòng gồng xanh này nhắn cho em, màu sắc nhìn khá là đẹp. Bộ này bộ gồng Thái luôn nha anh em. Bộ gồng của Thái latium rất là đẹp luôn. Gồng của Thái luôn đó. Rồi thì đây là clip cá mái nha anh em. Cá mái thì size đang ôm trứng thôi, size tơ zin hết trơn luôn nha, chưa ghép chống mái chung. À, chống mái thì em để riêng. À, thì cái bộ lên khá là đều anh em xem cá nha. Đa phần là con nào cũng lấy nó đều đều với nhau, màu sắc với nhau. Anh em nào mới chơi chắc nhìn không gạt không ra đâu. Tại vì con nào cũng giống con nào thôi. Nhưng mà anh em nhìn cá ha, khá là đều á cho nên em chơi đó. Rồi tiếp theo em lên Tiger King Cod Ga. Rồi ôi một dòng cá này khá là hot bên em ha. Thì hôm hổm em mới vừa lên đâu một clip thôi em bán cũng khá là nhiều cho anh chị em rồi đó. Anh em hỏi dòng này khá là nhiều. Bây giờ là em sắp hết hàng rồi nha. Hàng này chỉ 50.000 một cặp ha. Anh em đã bắt 5 cặp để anh em là 200k nha anh em. 5 cặp là 200k, cá như clip nha. Cọp nước đó anh em, dòng này gọi là cọp nước ha. Tiger King Cod Ga. Cách đây khoảng tầm 4 đến 5 năm vậy anh em, cái dòng này mới vừa qua thị trường Việt Nam ha. Thì giá một cặp là khoảng tầm 4 củ á anh em, 4 triệu ha, một cặp á. Lúc khoảng tầm đó 2 triệu đến 4 triệu ha. Nếu mà mới vào thị trường Việt Nam là hiếm lắm anh em. Rồi về mình lai tạo đến 4 năm nay thì có cá thị trường nhiều rồi, giá sẽ mềm lại ha. Nó lúc nào hiếm thì giá sẽ rất là cao. Còn bây giờ mà thần nước anh em, thần nước khá ok dần ha. Nhưng mà mấy con này rất là khỏe luôn, tính trạng khỏe mạnh lắm. Anh em về nuôi khá là ok luôn nha. Rất là thích hợp cho anh chị em đó. Cọp nước cho anh em, Tiger King Cod Ga nè. Thì có ở chơi thì nhắn cho em, hổng là anh em bắt cũng nhiều lắm.
Còn đây là clip cá mái nha, cá mái thì cũng bình thường thôi anh em ơi. Cá mái là size tơ nha, size khoảng tầm 2 tháng mấy thôi, cháu muốn quậy luôn. Thì anh em cứ nuôi càng lâu thì vây nó càng bung đẹp hơn nữa nha. Đó, chứ anh em đừng lựa mấy con cá già quá, về nó không có bơi được, trời nó bơi rồi quay quá trời vây rồi khó dí mái lắm nha. Đó, size này ok nhất luôn nè. Mái thì bình thường thôi. Trên thân thì cũng có đốm 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 anh em, như là cọp dằn vậy đó ha. Đó. 50.000 một cặp ha. 5 cặp là 200, thì anh em được có đặt trong này á thì nhắn cho em qua số điện thoại và Zalo, em để có phải màn hình đó nha. Anh em cứ nhắn tin qua Zalo cho em. Còn đây là một bộ cá cực kỳ tiễn bên em là Ivory BDH Moon. Hàng này họ em bán là khoảng tầm 150 một cặp đó anh em. Giờ này bán là xả hàng mà bán anh em 80.000 một cặp ha. Thì anh em nào bắt 5 cặp thì để anh em giá mềm hơn. Đó, hàng này hàng tiễn nha anh em, hàng tiễn hiệu giá cao. Đó là 80.000 thôi. Mà với 80.000 mà bắt được một cặp cá đẹp như thế này là quá là mềm rồi anh em. Hàng này phải tượng 150-200.000 một cặp, tại vì đuôi chưa phải nói đuôi là tia đẹp quá, nhưng mà cái hàng này đuôi quay lưng ha, quay lưng dựng nè, quay đuôi hắc môn rất là đẹp luôn. Chỉ 80.000 một cặp thôi, thì anh em có chơi thì nhắn cho em nha. Hàng cho anh em làm giống. Thì Ivory nó đẹp á, là trên thân nè có một lớp platinum luôn, mà cái màu của Ivory á là cái màu nó rất là sáng nha anh em nhìn cái lưng nó có sáng ghê lắm, nhìn ra ngoài là anh em ghiền luôn á, nó sáng lắm luôn, chói luôn á. Còn cái đuôi thì nó bự, nó màu sắc ra đều đều nhau, hai tay bơi cũng khá là đẹp luôn anh em xem cá nha. Đó nên giá trị nó làm với những con cá này thì tỷ lệ nhiễm cũng khá là cao nữa, phải lựa đó anh em. Đó như là mấy con cá này là anh em bắt về làm giống là ok nhất luôn á nha. Rồi thì đây là clip cá mái anh em. Cá mái thì em quay sơ sơ anh em xem thôi. Cá mái thì đa phần là nó đều như nhau nha. Mái thì đen ôm trướng hết trơn thôi. À, con này con ấy bị đuôi quay lưng rồi ha. Nó quay đuôi mấy con này nó cũng màu sắc màu trắng trắng ngà ngà tím tím màu vàng đó anh em. À, thì đa phần á là Ivory á là cá chống nhiễm nhiều nhất. Cá mái không có nhiễm ha. Đa phần là mái là thấy không nhiễm. Mái thì nhiễm đuôi đen thôi, mấy đuôi đen thì bỏ hết trơn rồi. À, thì anh em có chơi dòng này hú em ha. Cá rất là đã luôn nè. Ở nhắn cho em đi có cần đặt cá với dòng mà cá đẹp đẹp nào á, thì tại vì bên em hiện tại bây giờ cũng ít cá à, đa phần là bán một số dòng cơ bản mà dễ nuôi cho anh em à. Nói thì anh em có chơi thì nhắn cho em nha. Rồi tiếp theo là anh Linh Dumbo anh em ơi. Dumbo đợt này em xả hàng nha. Đó, chỉ 50.000, ủa là 40.000 một cặp thôi. Anh em nào bắt 5 cặp em để 150 luôn, bán xả hàng luôn anh em ơi, bán siêu rẻ siêu mềm cho anh em chơi luôn. 5 cặp chỉ 150k thôi. Đó giờ là lần đầu tiên trên clip này em bán Dumbo mà rẻ đến mức như vậy luôn đó anh em. Đó, thì anh em cứ bắt ủng hộ em nha. Ở Dumbo thì anh em quá là quen thuộc rồi, không biết nói gì sao nữa luôn. Quá là đẹp ha. Hai tay bơi nè, trên thân có lớp vảy sáng, đuôi màu đỏ. Đó, 3 điểm nổi bật thôi. Tính trạng khỏe, đẻ nhiều. Đó, cho nên giá nó cực kỳ mềm luôn. Cho nên em bán xả hàng đó anh em, tại vì Dumbo nhiều quá trời rồi. Không phải là trên clip này chỉ quay một hồ anh em xem ha. Chứ ở ngoài là khoảng tầm vài trăm cặp này kia đó anh em muốn bắt bao nhiêu cũng có giờ luôn ha. Đó thì em bán nhanh cho anh chị em thì anh em bỏ chơi. Rồi tiếp theo thì em lên một dòng có tên là Platinum anh em ơi. Platinum thì cái thằng màu vàng vàng ha, cái đuôi màu trắng trắng, quay đuôi cũng khá là ok nè. Thì anh em nuôi càng lâu thì quay nó càng bự nữa nha. Đợt này em xả hàng Platinum luôn, bởi vì Platinum hơi ế anh em ơi. Thì anh em là bắt 5 cặp là để anh em 150 nha. Dòng này là dòng mắt đỏ anh em, có mắt màu đỏ anh em mấy em nhìn con cá kìa. Thân thì màu vàng vàng trắng trắng ha, nhìn đã lắm anh em. Nhưng mà biết sao anh em không chuộng cái gì á, nhưng mà em thấy dòng này khá là đẹp. Có cái là tính trạng nó hơi yếu nha, tại vì nó là mắt đỏ đó anh em. Thì anh em có thích dòng Platinum này thì nhắn cho em nha, giá khá cực kỳ mềm luôn anh em ơi. 5 cặp 950 thôi. Thì ngày hôm nay thì em kiếm lên một số dòng thôi cho cơ bản cho anh chị em chơi thôi ha. Thì anh em là có cần nhu cầu đặt dòng cá nào thì cứ nhắn cho em ủng hộ em nha. Rồi em cảm ơn anh chị em nhiều. Thì anh em là đang xem clip YouTube này á, thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nè. Để cho em có động lực để mà ra video tiếp theo nha. Rồi mà khi anh em nào mua cá bên em thì sẽ có những phần quà và ưu đãi thêm ha. Có nhiều khi em tặng thêm cá, rồi tặng thêm thức ăn, rong bèo rất là nhiều luôn anh em. Rồi thì đây là thức ăn nè. Khi anh em nào mua cá bên em á, thì em sẽ tặng thêm một bịch thức ăn nha. Đó, một chỉ bao gồm cho một đơn hàng thôi nha anh em. Bắt một đơn hàng là em sẽ tặng một bịch thức ăn. Đây là cám lười nha anh em ơi. Cám lười thì anh em muốn không có thời gian á, mình cứ giục một hai viên vào hồ á, rồi sáng mình cho ăn, rồi tới chiều về mình cho ăn một hai viên đó thôi. Đó, nó rất là nhanh và cái hàm lượng dinh dưỡng khá là cao nha anh em. Tại vì con cá ăn được rất là mập luôn nha, nó được hạn chế là gây đục nước đó anh em ơi. Thì con cá anh em mới cho ăn nó chưa có quen thì nó chưa là dễ đâu. Khi mà anh em cho ăn được vài hôm mà ăn quen rồi ha, thì anh em chỉ cần giục thức ăn xuống thôi, thì cá anh em nó sẽ tự bu bày đàn lại á, nó sẽ ăn nha anh em. Đó, như cá của em anh em mà bày câu kiếm nè, em cho ăn biết con nào con nấy mập lù à, đã lắm. Thì anh em có cần dòng cá nào thì liên hệ giúp em qua số điện thoại và Zalo, em đây có phải mời đó nha. Rồi xin chào anh chị em nha, chúc anh chị em xem clip vui vẻ nha.